Xin chào quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp nhé. Hiện tại là bên Nam vừa mới về chiếc xe Highlander phiên bản màu đen. Đây Nam về xe cái Nam quay cho các bác coi nè, ở phiên bản màu đen. Cái màu xe nhìn nó tổng thể nó sẽ như thế nào nha. Màu đen này thì nhìn khá là lịch lãm và sang trọng nha các bác. Đi kèm thêm cái mâm màu bạc nữa, khá là nổi bật xe nha. Em nhìn thấy nó ở phiên bản màu đen này thì nhìn tổng quan thì khá là nổi bật. Đó. Hiện tại là bên Nam cũng đang có sẵn rất chi là nhiều xe và đủ màu giao ngay cho quý khách hàng nhé. Ví dụ như ở phiên bản màu bạc và phiên bản màu cam Highlander đều có sẵn xe hết nha. Đây, quay cho các bác coi màu đen tổng thể. Nếu mà phiên bản màu đen mà mình đi cái mặt ga lăng mạ rôm này thì cũng khá là nhìn khá là nổi bật nha. Đây, mặt ga lăng mạ rôm. Đó, lưới tản nhiệt khá là to bản. Đèn đèn pha của mình cũng là đèn Binet Projector nha. Và phía dưới thì có đèn sương mù và đèn sinh nhan. Phiên bản màu đen này thì cũng có cảm biến xung quanh xe nha. Phiên bản Highlander, tất cả các phiên bản Highlander đều có cảm biến xung quanh xe. Ha, khoảng sáng gầm là 235. Đây, phiên bản màu đen. Đang quay cho các bác coi về phần thông số lốp. Đây, lốp của mình sẽ là màu bạc nha các bác. Nếu mà các bác muốn sơn mâm thì vẫn ok thôi. Bên Nam vẫn sẽ hỗ trợ cái khoản đó. Kích thước lốp là 265 60 rồi 18 nha. Lốp này kích thước mâm này bằng với mâm của phiên bản Travel Z nha, phiên bản cao cấp nhất. Phía trong thì mình có hệ thống phanh thắng đĩa nha. Đây, về hốc khá là to này. Về phiên bản Highlander này thì gương chiếu hậu nó cũng là mạ rôm và tích hợp đèn báo rẽ ở đây nha các bác. Gương này thì cũng là gập điện và chỉnh điện hoàn toàn. Đây, tay nắm cửa cũng mạ rôm hết này. Có phím lock cửa thông minh. À, hai bên tài bên lơ đều có hết. Phía dưới thì mình có bệ bước chân thuận tiện cho việc di chuyển lên xuống nha. Về phần đuôi phía sau này, đuôi phía sau thì đèn hậu của mình bên trong nó sẽ là đèn halogen nha các bác. Xung quanh viền nó sẽ là đèn led. Ở cái phiên bản đèn này thì giống như phiên bản Travel Z nha. Phiên bản Highlander này sản xuất ra thì thiên nhiều về option hơn và giá rẻ nữa, một câu. Chữ phía sau là ECU Deluxe. Phía sau cũng có cảm biến nha các bác. Phía sau có cảm biến này. Và có bệ bước lên 2 tầng. À, phía dưới thì nó có lót sắt, phía dưới được khá là chắc chắn nha các bác. Đây. Về phần phía sau tay nắm cửa mở nắp thùng á, thì có sẵn tích hợp sẵn cho các bác là camera lùi đây rồi nha. Ở phiên bản này được trang bị sẵn. Đây. Về phần lót sàn thùng thì có sẵn theo xe nha các bác. Ở tất cả các phiên bản ECU đều có. Đây, đều có lót sẵn sàn thùng. Phía trên đây thì có đèn thắng này. Em sẽ quay cho các bác xem về phần nội thất. À, là một điểm khác nữa. Một điểm nữa là ở trên gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu này là mình có chế độ cảnh báo điểm mù nha các bác. Khá là tiện. Khá là tiện ạ. Về phần nội thất bên trong thì bọc da hoàn toàn là bằng màu đen hết nha các bác. Màu đen và chỉ trắng. Tất cả các phiên bản và tất cả các màu đều là ghế bọc da màu đen hết nha các bác. Đây, gương chiếu hậu sẽ chỉnh điện và gập điện luôn nha các bác. Phía phần này thì cũng là bằng ốp bằng da nha, da cao cấp. Về cái chất liệu da ở trên phiên bản Highlander này thì nó đều là cao cấp giống như phiên bản Travel Z nha. Nó chỉ khác về cái màu sắc thôi. Về phần ghế lái thì là sẽ là chỉnh cơ nha các bác. Chỉnh cơ 6 hướng. Ở phiên bản ở bên tài và bên lơ đều là chỉnh cơ hết. Và trên xe ECU Deluxe Highlander thì có hệ thống cân bằng điện tử hỗ trợ lên dốc và xuống dốc đầy đủ nha các bác. Nên là các bác cứ yên tâm về cái hệ thống trang bị an toàn của nó. Phía trên đây thì mình sẽ là táp lô bọc da nha các bác. Cũng là màu da đen. Một số các bậc này, để đồ này. Đây, ưu tiên.
Đây, đây phần gương chiếu hậu sau. Đây, trên phần trên vô lăng của mình thì vẫn là trên vô lăng ba chấu và bọc da nha các bác. Bọc da hoàn toàn bằng da này, êm ái và thể thao hơn. Phía trên vô lăng thì có các phím bấm chỉnh tăng giảm âm lượng và gài ga tự động nha các bác. Và rear control ở đây. Ở phiên bản này thì mình sẽ có 6 túi khí nha các bác. 6 túi khí và 6 loa. Mình sẽ không có hai cái loa ở trên trần như phiên bản Tay Z. Ở màn hình này thì cũng giống như phiên bản Tay Z thôi các bác. Màn hình 9 inch và kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto nha các bác. Phía dưới thì mình có các phím điều hướng gieo dạng như piano. Nhìn khoe khoang nội thất bên trong này khá là bắt mắt. Về phần điều hòa thì mình sẽ có là điều hòa hai vùng độc lập nha các bác. Ở phía trên đây thì mình có một cổng cắm AUX và một cổng USB và có một cổng sạc 12V ở đây. Về các phím để nổ thì mình sẽ là để nổ start stop nha các bác. Ở đây là phần đây là chìa khóa của phiên bản Highlander. Chìa khóa của phiên bản Highlander thì cũng giống như phiên bản Type Z thôi, nhưng mà nó lại không có một cái tính năng là để nổ từ xa nha các bác. Chỉ có đơn giản là khóa lock và start stop thôi. Hộp số của mình sẽ là hộp số tự động 6 cấp nha các bác. Đây, một số bác có thể tắt được những cái tính năng như hỗ trợ đổ đèo này, hoặc là tắt cảm biến xung quanh xe. Mình sẽ sử dụng là thắng cơ nha các bác. Thắng tay mình sẽ có cơ. Sẽ có thêm một số chi tiết hộp để đồ bên đây. Khá là thoải mái và rộng rãi nha. Thì bên trong khi mà trước khi giao xe cho các bác là bên em sẽ đầy đủ sách hướng dẫn. Các em sẽ để trong hộp xe như thế này. Có tuổi. Về phần hàng ghế phía sau khá là rộng rãi nha các bác. Đây, hàng ghế phía sau. Đó, chi tiết này. Phía sau thì cũng có một cái bệ nắm và bước lên như thế này. Hàng ghế phía sau của mình khá là rộng rãi, thoải mái. Khoảng sáng để chân chỗ này cũng khá là rộng nha. Thì một số bác mà lên coi xe ở bên Nam ấy, thì nhận xét là cái ghế ở hàng ghế thứ hai này mình ngả lưng hơn, tốt hơn so với những cái dòng xe bán tải khác, bởi vì là cái chữ C này của mình nó bầu hơn nha. Ở hàng ghế thứ hai thì được ưu ái hơn. Ở phiên bản Highlander này là có một cục sạc USB ở đây ha, và có cửa gió điều hòa nữa nha các bác. Cửa gió điều hòa phía sau luôn. Trang bị an toàn rất cần thiết cho những khách hàng ngồi sau nha. Nam sẽ quay thêm cho các bác coi về phần động cơ. Các bác có thể mở nắp bình dầu ở đây và mở nắp capo ở phía này nhé. Về phần động cơ được trang bị trên chiếc Highlander thì cũng giống như phiên bản số sàn, số động một cầu cũng như là hai cầu, đều là trang bị động cơ 1.9 lít nha các bác. 1.9 lít cho ra công suất 150 mã lực và mô men xoắn cực đại là 350. Đây. Về cái động cơ mới 1.9 này, chuẩn khí thải Euro 5 này thì nó sẽ thêm một cái bộ xúc tác khí thải ở đây. Nhìn nó sẽ to hơn và nguyên lý hoạt động nó sẽ đốt cháy những cái khói bụi mà thải ra môi trường á, và nó sẽ chuyển hóa trong khoang máy để làm sao mà khi mà thải khí ra môi trường là những khí mà sạch nhất nha các bác. Đây là nguyên tắc hoạt động của bộ Euro 5 là như vậy. Thì các bác nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì cứ liên hệ với Nam, hoặc là trên một số các trang review công nghệ thì cũng nói đến về cái động cơ này. Thì ở cái động cơ ECU 1.9 lít này thì nó sẽ tiết kiệm hơn cho các bác này, bền bỉ hơn. Và ECU thì hướng tới khách hàng là cái dòng xe bền bỉ và tiết kiệm, cũng như là làm sao mà bảo hành lâu dài nhất cho các bác nhất có thể. Đối với dòng xe ECU này thì bảo hành 5 năm hoặc là 200.000 cây tùy theo điều kiện ở tới trước. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu tham khảo dòng xe đêm mắt, đặc biệt là phiên bản Highlander hoặc là những cái dòng xe bán tải khác thì cứ liên hệ với Nam qua số hotline là 0355282528 để Nam hỗ trợ nhé. Rồi, chúc các bác coi video một ngày mới tốt lành. Các bác đừng quên đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình ở dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.